Thưa quý vị, trong 7 ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó để tận dụng thời gian vàng khoanh vùng dập dịch, hàng ngàn thanh niên đoàn viên từ cấp thành phố đến cơ sở đã tình nguyện không về nhà, bám sát địa bàn, thực hiện nhiệm vụ được chính quyền đoàn thể địa phương phân công với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Sau đây là những hình ảnh do chính các tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ gửi về chương trình với mong muốn được lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng. Đây là những hình ảnh tại chốt kiểm soát dịch đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn vào đêm đầu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện quyết định 2788. Dưới cơn mưa tầm tã, lực lượng tình nguyện viên vẫn tận tâm với nhiệm vụ của mình. Có thể nói, kể từ ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, các đội tình nguyện viên đã bắt tay ngay vào phần việc được phân công với tinh thần xung kích, đi đầu nhiệt huyết, trách nhiệm, không đề hà vất vả, khó khăn. Dưới cái nắng oi bức của những ngày tháng 8, các đoàn viên thanh niên vẫn miệt mài cùng các lực lượng khác bốc xếp, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, phân phát lương thực thực phẩm xuống các địa bàn dân cư. Các đồng phường hiện nay đã có gần 100 đồng viên thanh niên có thể công vụ sẵn sàng trực tại trụ sở ủy ban nhân dân phường để thực hiện các nhiệm vụ do chính quyền giao cho. Và thứ hai là tại các địa bàn khu dân cư thì có hơn 600 thanh niên để hỗ trợ việc vận chuyển nhu yếu phẩm từ tổ dân phố, từ nhà văn hóa đến tận tay. Tôi cùng nhiều đồng viên thanh niên khác đã lại trụ sở đoàn và tham gia tất cả hoạt động hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cũng như là vận chuyển nhu yếu phẩm đến cho bà con nhân dân. Tôi hy vọng có một phần sức nhỏ của mình vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận sớm đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới. Theo Thành đoàn Đà Nẵng, ước tính trong đợt này có gần 3.000 cán bộ đoàn viên thanh niên từ cấp thành phố cho đến cấp quận huyện, xã phường được huy động tham gia các hoạt động phòng chống dịch trên khắp các mặt trận như trực tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố, các chốt trong khu dân cư, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tổ COVID-19 cộng đồng. Trong công tác tình nguyện này, bản thân chúng em phải đối mặt rất nhiều khó khăn và vất vả, nhưng với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết của màu xanh tuổi trẻ thì chúng em cố gắng hết sức để đóng góp một phần công sức nhỏ bé trong công cuộc phòng chống dịch Covid của Đà Nẵng. Đây là một trong những việc làm thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thành phố, và nhân đây thì tôi xin được biểu dương, hoan nghênh các bạn đoàn viên thanh niên đã không quản ngại gian khó, hiểm nguy để lao vào tâm điểm cuộc chiến phòng chống dịch. Để cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đẩy lùi sớm nhất dịch bệnh có thể trong thời gian sắp đến. Tại một số khu cách ly y tế tập trung dành cho các F1 trên địa bàn thành phố, có những tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên đã nhiều tuần liền chưa được về nhà. Nhưng với tinh thần cùng thành phố chống dịch, họ vẫn kiên trì, lặng lẽ, làm tròn nhiệm vụ của mình với mong mỏi về một ngày Đà Nẵng yên bình, không còn dịch bệnh.